Chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBiz 24 giờ để cùng nhau cập nhật những thông tin hot nhất trong ngày của các sao Hàn. Và hôm nay có thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua thì chúng ta cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé. Trong thời gian gần đây, Choi đã phải đối mặt với một số tranh cãi liên quan đến kỹ năng hát live của nhóm và cư dân mạng đã chỉ trích các cô gái rất nhiều sau khi xem màn trình diễn in-core của họ. Điều này dẫn đến một số tranh cãi trong tập mới nhất của chương trình In-Key-Ayor của SBS với sự tham gia của nhóm nhạc nữ nhà JYP. Cụ thể, ở gần cuối chương trình, có một giọng nói thì thầm một số từ và một số cư dân mạng cho rằng đó là giọng nói của nhân viên nhà đài đang chê khả năng hát live của chính cô gái. Mới đây, cộng đồng fan của Choi không khỏi nổi giận vì trong lúc Choi hát mừng chiến thắng thứ 5 của ca khúc More and More tại show âm nhạc SBS In-Key-Ayo ngày 14 tháng 6, bỗng nhiên xuất hiện giọng nói được cho là của nhân viên với nội dung chê nhóm hát tệ. Đã vậy, phần encore của 9 cô gái còn không trọn vẹn vì nhà đài chỉ bật một nửa ca khúc rồi tắt. Qua đó các thành viên phải xuống sân khấu sớm hơn dự kiến vì đây là tiết mục quảng bá cuối cùng của Choi trong lần comeback lần này. Sau khi những điều trên được đăng tải trên mạng xã hội, fan Choi yêu cầu một lời xin lỗi từ nhà đài. Hồi đáp lại điều này, SBS đã làm rõ ràng mọi thứ và xác nhận đây chỉ là một sự hiểu lầm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chương trình của chúng tôi. Chúng tôi muốn làm rõ những lời cáo buộc về việc nhân viên của chúng tôi đã chỉ trích khả năng hát live của Choi khi họ trình diễn ở phần encore. Mặc dù chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng chúng tôi vẫn xin lỗi vì đã đăng tải đoạn video mà không loại bỏ các âm thanh lạ khiến các bạn thất vọng. Cụ thể, theo SBS, trong lúc diễn ra phần encore của Choi, bộ phận âm thanh tại trường quay cũng phát tiếng của quảng cáo đang được trình chiếu trên TV. Vì vậy, tiếng nói thì thầm mà người hâm mộ của Choi nghe thấy thực ra chỉ là một câu trong một đoạn quảng cáo có phần phát âm gần giống với câu chê khả năng hát của Choi. Dẫu sao, SBS cũng vẫn phải xin lỗi vì sự bất cẩn khi mà họ đăng clip mà không kiểm duyệt kỹ càng. Sự việc này gây ra tranh cãi gay gắt giữa netizen và cộng đồng người hâm mộ của Choi. Các oan cho rằng việc của người star này thật sự vô cùng nhẫn tâm bởi Choi đang tận hưởng giây phút chiến thắng của mình. SBS cũng là sân khấu quảng bá cuối cùng của nhóm nên các cô gái xứng đáng có được giây phút hạnh phúc sau những ngày quảng bá mệt mỏi. Hơn nữa, Choi cũng đã chịu đủ áp lực trước khi chỉ trích hát live dở những ngày qua rồi. Nên việc làm này của staff chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, đè nén thêm áp lực cho các cô gái nhà JYP Entertainment. Dù nhà đài đã giải thích cặn kẽ, nhưng cư dân mạng xứ Hàn vẫn cho rằng điều này không thể thay đổi được thực tế là Choi hát dở thật. Một số người còn tỏ vẻ nghiêng về lời nói của staff chương trình và nhận xét việc nhóm bị chê chẳng qua là sự thật mất lòng mà thôi. Knet để lại bình luận như sau. Anh ta chạm đúng vào nỗi đau rồi còn gì. Nhưng anh ta nói đúng mà, họ chỉ là nhóm nhảy mà thôi. Mong rằng về sau, Choi sẽ không gặp phải những sự cố như thế này trong tương lai và sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBiz 24 giờ. Và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nhất nào của sao Hàn đến từ KBiz 24 giờ các bạn nhé.